Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp đua giá rẻ đến từ thương hiệu Motachi. Nói là giá rẻ nhưng mà cấu hình và công năng của chiếc xe này thì cực kỳ là tốt. Đấy, một chiếc xe đến từ thương hiệu Motachi, cái thương hiệu mà nội địa Nhật, nội địa của Nhật, và các bác chơi xe lâu năm thì chắc chắn là không còn lạ lẫm gì với cái thương hiệu này nữa rồi. Thiết kế khung nhôm, bộ chuyển động của xe thì cũng được sử dụng một cái bộ chuyển động rất là tốt, đó là của Shimano Suza với 8 tầng níp và 2 đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Và toàn bộ chiếc xe này là được em nhập khẩu nguyên chiếc nguyên bản 100%. Tông màu sơn đỏ trắng rất là thể thao các bạn có thể nhìn trên hình, cực kỳ là đẹp. Nước sơn thì cũng còn rất là tốt các bạn nhé. Đấy, nước sơn nguyên bản, chỉ có những cái phần xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe nhé, các bác có thể nhìn trên hình từ khung sườn rồi đến những cái bộ chuyển động hay là ổ bi, ổ trục còn rất là tốt. Thương hiệu Motachi, thương hiệu nội địa Nhật và cũng rất là có tiếng ở trên thị trường xe đạp. Model của xe là SXTP đây các bác nhé. Và giá bán của xe bên em đang bán là 6.600.000 các bác nhé. 6.600.000 là một con xe đạp nội địa Nhật và cấu hình rất là tốt. Shimano Suza. Suza. Đạp đĩa. 8 tầng níp, 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Đây, nhôm của xe là nhôm 6001 các bác nhé. Một loại nhôm rất là bền, chịu quanh độ cao và chống bầu mòn rất là tốt. Vành bánh 700c, vành này là nguyên bản theo xe này. Vành Mayer nguyên bản hết theo xe, Mayer của Quattro. Vành bánh 700c sử dụng quả lốp là lốp là 700x28c các bác nhé. Đây, trên phần cọc yên rồi yên cũng nguyên zin nguyên bản này. Trên phần ghi đông những được trang bị đó là tay bấm tay lắc, bộ tay lắc Shimano Suza. Cấu hình rất là tốt. Phanh ba mảnh cũng của nguyên bản của hãng Motachi các bác nhé. 6.600.000 một chiếc xe đạp tay cuộc, tay đua, hàng nội địa Nhật, rất là ngon, phù hợp cho các bác mà đang muốn đổi từ dòng touring hay dòng địa hình này, trải nghiệm sang cái dòng đua này thì vâng. Chiếc này rất là hợp lý này. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Giá đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m67 đến khoảng 1m77 đi phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Suza 8 tầng vít và 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ khác nhau.
Thì giá bán của xe bên em đang bán là 6.600.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.